trọng hả? Đáng lý ra em phải biết anh là người như vậy rồi. Anh là một con người nhiều chuyện, uổng công em tôn trọng anh. Bây giờ đi ra đi, em đóng cửa. Nhưng mà mày... Nhưng mà cái gì? Anh đi ra. Phúc. Ủa? Đang chơi game hả anh Hai? Ngày không có hẹn với cô Dự Hiền hay sao về sớm vậy? Dạ, tụi em đi uống cà phê xong có chút việc, em về luôn. À, Phúc, làm cho em một cái sandwich em. Bây giờ hả anh Hai? Em mang sandwich do tới chính tay em làm á. Dạ, để em làm liền cho. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thế. Ủa anh Hai, anh Hai muốn ăn trứng hay là muốn ăn mứt? Trứng đi em. Dạ. Trong lịch sử Tam Quốc Chí, Triệu Tử Long đã làm nên một huyền thoại, đó là hôm ấu chúa đột phá vòng dây của hàng trăm vạn quân Tào Tháo. Triệu Tử Long có thể trội cả trăm vạn quân địch như vậy chính là vì có lòng trung với chúa. Triệu Tử Long trao ấu chúa cho Lưu Bị cũng có thể sánh như chuyện Nguyễn Đức Phúc trao bánh sandwich cho người anh mà nó kính trọng. Cái gì vậy? Ê, nhìn thấy không biết cái gì sao? Nhìn thấy cũng biết cái gì sao? Thằng Phúc làm cho anh á. À, cái vụ chú Phúc kính trọng anh chứ gì? Oh yeah. Ủa sao em hời hợt quá vậy? Hả? Trời, em không có biết đâu. Thằng Phúc là một người rất là đặc biệt. Một khi nó đã dành một tình cảm đặc biệt cho người nào đó rồi, người đó cũng phải rất là đặc biệt. Nó kính trọng anh, chứng tỏ cả nhà này sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác. Trời ơi, vậy luôn hả? Sao không vậy em? Phúc nó cá tính mà. Phúc nó rất cá tính, Phúc kính trọng anh. Gia đình kính trọng anh, xã hội sẽ kính trọng anh. Rồi đây, cả xã hội này sẽ kính trọng Nguyễn Đức Hạnh. À, chồng tôi. Chưa hết đâu, cô Dự Hiền cũng biết chuyện nó kính trọng anh. Cô Dự Hiền cũng sẽ kính trọng anh. Cả nhà trường cũng kính trọng anh. Thầy hiệu phó kính trọng anh. Mấy đứa học sinh kính trọng anh. 20 tháng 11 dám mua quà tặng anh lắm. Khoan, sao có cô Diệu Hiển ở đây nữa vậy? Hả? Có chuyện gì? Nói anh nghe. Đâu có chuyện gì đâu. Tại sao mà có cô Diệu Hiển ở đây? Tại sao mà khi cô Diệu Hiển biết chuyện này thì cô Dự Hiền cũng kính trọng anh? Hả? Ừ, trời, em không hiểu chuyện đó đâu. Mẹ răng. Nói em nghe đi chồng. Chắc chắn là có chuyện gì. Dạ thì... Thì đó. À, em đoán được rồi. Đừng nói tầm bậy tầm bạ nha. Chị không như em nghĩ đâu. Chị chứ chuyện gì như em nghĩ? Trong đầu anh đang nghĩ, em nghĩ cái gì? Hả? Nói nghe đi nha. Tại sao chú Phúc lại kính trọng anh? Chú Phúc với cô Diệu Hiền có gì hả? Không lẽ em anh cũng giấu? Nói em nghe đi chồng. Nói. Oh no. Ủa, chú Phúc mới về hả? Dạ, chị Hai. Chị Hai thấy anh Hạnh đâu không? Có gì không chú? Dạ, anh Hạnh nói muốn ăn cái bánh này nè. Anh Hạnh nói ngon lắm, cho em chạy đi mua cho anh Hạnh á. Chà, dạo này thấy tâm trạng tốt ghê á, đang hẹn hò phải không chú? Hẹn gì cái hạnh phúc hẳn luôn. Chị Hai, chị Hai muốn gây chuyện nữa hả chị Hai? Gây chuyện cái gì đâu, có phải chuyện này anh Hai phát hiện đúng không? Chị nói cái gì? Hèn gì, từ hôm bữa giờ tự nhiên kính trọng anh Hai dữ vậy?
hết giờ tiếp khách rồi. Anh biết mà, nhưng mà anh xin lỗi em. Tại vì em phải thông cảm cho anh. Anh không phải là người nhiều chuyện, nhưng mà tại vì chị mẹ ép anh quá. Em nói rồi, hết giờ tiếp khách rồi, mời anh ra cho đi, em đóng cửa. Nè, em phải nói chuyện với anh, em phải tôn trọng anh chứ. Em nói chuyện với một người em tôn trọng như vậy thì sao? Em chưa xin anh là mấy rồi đó. Ở đó mà tôn trọng hả? Đáng lý ra em phải biết anh là người như vậy rồi. Anh là một con người nhiều chuyện, uổng công em tôn trọng anh. Bây giờ đi ra đi, em đóng cửa. Nhưng mà mày... Nhưng mà cái gì? Anh nha. Phúc. Ý dạ. Phúc ơi. Nghe anh nói nè. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em, đúng rồi, anh không có nên nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà Phúc ơi, em biết rồi, anh lúc nào cũng là một cái người mà đáng để em kính trọng hết đó Phúc. Anh không phải như vậy đâu Phúc. Em phải thông cảm cho anh. Nè, bánh của anh đó, ăn đi. Ăn đi có sức để mà nhiều chuyện. Ăn đi có sức để nói. Anh phải làm cho nó kính trọng anh.